Xin chào anh em đã quay lại kênh tin tức 24 giờ Winta, tin tức ngày 18 tháng 12 năm 2019, có nội dung chính sau đây. Thì có một số câu hỏi của anh em nói về mức bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh vượt trái tuyến và đúng tuyến năm 2019 như thế nào. Thì hôm nay tôi sẽ trả lời cho anh em biết, cái video này sẽ trả lời đúng và xác thực cho anh em hiểu rõ thêm về cách chữa bệnh vượt trái tuyến và đúng tuyến năm 2019. Và không để các anh em phải đợi lâu, chúng ta vào nội dung chính nha. Thì chương này tôi sẽ chia ra hai phần, đó là khám chữa bệnh vượt trái tuyến và khám chữa bệnh đúng tuyến. Anh em cố gắng nắm bắt tình hình nha. Đi vào mục đầu tiên, đó là khám chữa bệnh đúng tuyến. Thì kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 thì đối tượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở khác nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ vẫn được hưởng 100% quyền lợi bảo hiểm y tế trong những các trường hợp sau, căn cứ theo điều 11 thông tư 40/2015/TT-BYT. Và điều đầu tiên đó là khám chữa bệnh thông thường tại trạm y tế tuyến xã, phường hoặc là phòng khám đa khoa hoặc là bệnh viện tuyến quận, huyện trong cùng địa bàn tỉnh nơi đăng ký bảo hiểm y tế. Cái thứ hai đó là khám chữa bệnh trong tình trạng cấp cứu, sau cấp cứu nếu tiếp tục điều trị nội trú tại cơ sở tiếp nhận cấp cứu vẫn hưởng bảo hiểm y tế như bình thường. Và cái thứ ba đó là khám chữa bệnh tại cơ sở khác tỉnh thành đăng ký bảo hiểm y tế nhưng tương đương với tuyến của cơ sở ghi trên thẻ đối với người tham gia bảo hiểm y tế đi công tác, học tập, làm việc lưu động hoặc tạm trú dưới 12 tháng ở địa phương đó. Thì trường hợp địa phương đó không có cơ sở y tế tương đương thì người tham gia bảo hiểm y tế được lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh khác có tổ chức khám chữa bệnh y tế ban đầu. Và chúng ta bước tới mục thứ hai, đó là khám chữa bệnh vượt trái tuyến. Thì theo khoản 3 điều 22 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 thì sửa đổi bổ sung năm 2014, người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến trong năm 2019 được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo tỷ lệ như sau. Đầu tiên, đó là tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi quyền lợi mức hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng. Điều thứ hai là tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi quyền lợi mức hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng. Và điều thứ ba, tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi mức hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng. Và điều thứ tư, cũng theo khoản 4 điều này, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc là phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc là phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng 100% chi phí khám và chữa bệnh. Và điều cuối cùng đó là lưu ý, thì khoai theo khoản 3 điều 14 nghị định 146/2018/ND-CB thì người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến sau đó được cơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở khám chữa bệnh khác thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí theo mức hưởng theo quy định trên, trừ các trường hợp sau, đó là cấp cứu, đang điều trị nội trú, phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám bệnh và chữa bệnh. Và đó là hai điều tôi nghĩ anh em cần biết để đi khám bệnh viện đúng tuyến và trái tuyến. Và nếu anh em có câu hỏi gì ở trong video của tôi và có ý kiến gì góp ý thì hãy để comment ở dưới video để chúng ta cùng bình luận và góp ý để cho mọi người cùng biết. Và nếu anh em thấy hay thì hãy đừng cho tôi một like, một chia sẻ, một comment nhé. Tạm biệt anh em.